Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chiều nay em đi câu cá, về cho má em nấu canh chua. Mà sao xong ổng có cá, làm sao má em nấu canh chua? Ô kìa con heo, ô kìa con heo, đừng la lớn á, chui xuống này. Trời đất, ai kỳ con heo hả? Cái gì kỳ vậy phong? Cái gì hả? Vậy? Cái gì nữa? Trời, ông hứa là ông chở tôi bằng chiếc siêu xe Lamborghini đó rồi mấy chục tỷ. Mà bây giờ ông chở tôi bằng siêu lợn là sao? Cái gì kỳ vậy? Này, trời ơi, Sam ơi, này ông biết vậy trơn á. Đáng lẽ là có siêu xe rồi, tôi với Cairon mới vừa tiết kiệm tiền mua được cái siêu xe Lamborghini. Nhưng mà do là bọn tôi chạy nhanh quá, nó bị hết xăng, bọn tôi phải đem đi đổ xăng rồi. Bây giờ không có xe, bọn mình đi bằng heo đỡ đi đó. Mình cưỡi heo mình đi đỡ thôi, có gì đâu. Trời ơi, tôi không có chịu luôn nha. Tôi là tôi Sam đi bờ rồ là phải đi xe siêu xe. Thôi được rồi, bây giờ Sam không muốn cưỡi heo cũng được. Bây giờ để bây giờ bọn mình đi qua cái bên cái bãi đất trống bên kia đi. Cái gì vậy? Ê Kai ơi, có muốn đi chiếc này không? Tôi đang dư chiếc xe này nè. Ê Kai ơi, bọn mình đi chơi mà ông lấy xe cấp cứu ra chở mình đi chơi là sao ông nội? Thôi bây giờ bên kia kìa, gần đến nơi rồi. Gần đến nơi rồi, bây giờ bọn mình đi đến bãi đất trống, bọn mình đi chơi thôi là được, có gì đâu. Qua đây. À, đây nè. Ủa, cái gì vậy? Trời đất ơi, cái bãi đất trống để cho bọn mình đi chơi mà ai mà quăng rác tùm lum la vậy? Ủa, cái bãi gì đây? Cái bãi gì đây? Cấm vứt rác. Ủa, cấm vứt rác là ai? Sao ai mang rác ra đây? Trời quá trời tùm lum la vậy? Trời ơi là trời. Theo như mà tôi nhìn cái con người vô ý thức vứt rác tùm lum la này, chắc chắn chỉ có thể là Cairon thôi. Ủa vậy bạn? Nhà mình chưa gọi là nhiều đồ tới vậy đâu bạn. Trời ơi, nói gì vậy? Ủa, này không phải đồ Cairon chứ đồ ai đâu. Tôi xem có cái gì đâu mà máy giặt nè, bình cứu hỏa nè, tivi nè, cái gì đây, cái gì mấy cái quyển vở đồ kiểu. Trời ơi, quá trời đồ luôn. Trời ơi, thiệt luôn bạn. Gì vậy ta? Hey, mấy bạn nhỏ nhớ là đừng có bắt chước rồi là cái người này nha. Vứt rác rồi là ở nơi công cộng như vậy là không được. Phải bỏ vô thùng rác đàng hoàng nha bạn. Thời luôn á, ai dối thức quá. Ủa, còn cái này là gì đây? Ui, wow, cái này nhìn giống cái máy chạy bộ ở trong phòng tập gym của Kai. Ơi Kai, tính ra là anh em mình đang gọi là bị tăng cân á Kai. Hay giờ mình đem cái máy này về biết đâu còn dùng được. Bọn mình chạy bộ. Ê, được nha bạn ơi, mình dùng cái máy này về mình chạy bộ được á. Được nè, đâu giờ mình leo mình chạy bộ coi. Ủa, khoan từ, cái con heo nãy đâu, cho nó leo lên test thử cái máy đi. Ok, đây, trời để tôi bắt nó lại. Dễ sợ chưa? Bọn mình muốn test thử cái máy chạy bộ nhưng mà sợ nó còn nó bị hư, nó nguy hiểm cho nên là bọn mình phải đem con heo lại test trước, bạn hiểu không? Đó, ok, đem heo lại nè. Ui, trời ơi, cái đó ơi, nhìn kìa, con heo nó chạy được kìa cái ơi. Vậy là bọn mình chạy được rồi, cái máy này vẫn còn dùng được. Trời ơi. Mừng quá. Không, bây giờ ông đẻ heo này đẻ tầm ngày mai là ông thấy lợn heo thì lật sĩ luôn á không? Ừ, khi nào con heo này nó chạy về đến sáng mai xong nó có body xấu muối luôn á bạn, nó đẹp trai hơn mình luôn sao đúng không? Ủa còn cái máy trời, so mình nó con heo cái gì? Cái máy này là gì đây? Ủa, khoan tự không biết. Ôi, mọi người trong đây nó có mấy gì cục vậy? Gì xuất hiện nè, nó xuất hiện mấy cục gì nè. Ủa cái này là gì ta? Cô vậy, cái gì ta? Ủa đâu bây giờ bọn mình đứng mình xem thôi coi mấy cục này là gì vậy. Ui, trời ơi, cái gì vậy? Mọi người ơi, sao tự nhiên bên trong đây lại xuất hiện heo một phong cận nó vậy? Ủa mà phong cận này hình như nhìn hơi mập nha, tôi ốm rồi sao phong cận nhìn hơi mập nha. Rồi. Thì ra đấy chỉ là hình dạng thật của phong cận, đây là con heo nè. Ôi ơi, nè nha. Một mình bà Sammy kêu tôi là con heo thôi, tôi đã bực lắm rồi. Bây giờ Sim còn kêu tôi là con heo nữa, không chịu không? Nhìn nó bự không? Nhưng mà khoan, tại sao phong cận ở trong cái bình này lại nhìn mập quá vậy trời? Tôi nhìn ốm đẹp trai body xấu muối mà đâu phải mập gì đâu trời. Cái gì kỳ vậy? Nhưng mà khoan, cái này hay rồi nha. Hình như cái này là một cái máy giúp cho tạo được một hình nhân của chúng ta hay sao á. Ơi bây giờ bọn mình đem nó về nhà đi, bọn mình tạo thêm gọi là Sammy, tạo thêm Cairon, tạo thêm mèo Sammy đi được không? Được các bạn, vui bạn, nghe có gì vui 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 vui, ok được. Vậy thì bây giờ bọn mình sẽ lấy cái máy này về để gọi là test thử coi nó có thể làm được thêm gì nữa không nha bạn nha. Let's go. Rồi, ok bạn ơi, hiện tại là Phong đã mang cái cổ máy này về nhà nè. Thật sự là Phong rất là tò mò, không biết cái máy này có giúp được cái gì nữa không bạn. Thì Phong mới vừa lên trên mạng và tìm hiểu thì mới phát hiện ra đây chính là một cái máy có thể tạo cho chúng ta được một hình nhân y hệt như chúng ta luôn. Mà cái hình nhân này không chỉ vậy còn biết nói nè, còn biết làm việc nhà, biết nấu cơm, giặt giũ quần áo các kiểu luôn. Hơi bị xịn luôn á Sam ơi. Vậy là hình nhân này hình nhân ô sinh rồi đó mà không? Ô sinh người giúp việc đó. Trời, tào lao, tào lao. Tôi tạo ra thêm một phong
Phong Cận nữa để làm bạn với tôi chứ không phải là để làm ô sinh, hiểu không? Phong Cận đẹp trai là không được làm ô sinh, ok? Thì ở đây nè các bạn, mình mới vừa đặt mua trên mạng nha, tại vì người ta nói á là muốn cho Phong Cận ở trong cái bình này các bạn cử động được là chúng ta cần phải cho bạn ấy một quả tim, cho nên là Phong mới vừa đặt ở trên mạng. Thì người ta có ship về cho Phong hai trái tim nè, một á là trái tim màu đỏ, hai là trái tim màu xanh đấy. Trời. Nhưng mà ủa gì sao tới hai trái vậy hả? À, thì thật ra là có hai trái, Phong cũng không hiểu, một con người thì chỉ có một trái tim hay làm gì có hai trái, nhưng mà có lý do hết nha các bạn nha. Người ta nói cho Phong như thế này nè, là trái tim màu đỏ đó, khi mà chúng ta lắp trái tim màu đỏ này vô cho Phong Cận ở trong cái bình này nè, thì Phong Cận trong cái bình này sẽ trở nên vô cùng độc ác và hung dữ. Chính vì như vậy cho nên là không nên lắp vào, các bạn hiểu không? Còn trái tim màu xanh chính là trái tim của hòa bình. Nếu như lắp vô cho Phong Cận thì Phong Cận sẽ trở thành một người rất là đáng yêu, rất là dễ thương, hiền hòa, hoạt bát, mọi người hiểu không? Đó, cực kỳ hay luôn. Từ từ, nếu như cái quả tim màu đỏ này nguy hiểm đến như vậy thì người ta ship cho mình làm gì ta? Người ta không giữ luôn đi. Kỳ. Thôi bạn ơi, bây giờ á bạn đưa cái quả tim này cho mình đi, mình đem đi vứt nó cho, chứ giờ để quả tim này mà ghép vô mình thấy không an toàn đâu. Đúng, hợp lý á. Bây giờ chúng ta chỉ nên dùng quả tim màu xanh thôi. Thôi bây giờ nè Kai, ông cầm cái quả tim màu đỏ nè, ông đem ra ngoài bãi rác hay gì đó ông vứt giúp tôi. Từ từ ở chỗ này nè. Chúng ta cần phải lắp vô một cái máy. Đây cái máy này là để mình chọi quả tim vô nè. Đó. Khi mà mình vứt quả tim vô trong đây á thì ngay lập tức gì ta? Trái tim sẽ được gọi là ghép vô người của Phong Cận. Rồi ok, để tôi vứt vô nha. Còn Kai Don, ông đem cái quả tim màu đỏ kia đem đi dục giùm tôi đi. Rồi ok, để tôi đem đi dục cho. Rồi ok. Ui. Trời ơi là Kai, tại sao ông lại chọi quả tim màu đỏ vô đây vậy? Rồi xong luôn rồi sao mới vậy? Chết rồi. Ê Phong ơi. Hả? Hình như là khi mà chọi trái tim màu đỏ dưới đây là cái ông Phong cần thành người ác đúng không? Đúng rồi, tôi đọc hướng dẫn đó là nếu như sử dụng quả tim màu đỏ thì Phong Cận sẽ trở nên ác độc đó. Kai ơi, tôi xin lỗi mọi người, tôi không có cố ý đâu. Ủa giờ làm sao giờ? Trời ơi, làm sao là làm sao nữa? Bây giờ tìm mọi cách để lấy trái tim ra ngoài đi chứ. Ơi giờ lấy sao trời? Giờ lấy sao đây? Đi ra. Ôi, trời ơi, bây giờ phải làm sao bây giờ? Giải quyết thế nào bây giờ? Làm cách nào để lấy được quả tim ra ngoài đây? Khoan. Ủa? Mọi người ơi, hình như tôi thấy Phong Cận có gì đó lạ lắm. Cái gì vậy? Sao mắt Phong Cận là giống màu mắt của tôi vậy? Mắt ông màu xanh mà. Ủa, mọi người ơi, hình như là đôi mắt của Phong Cận đang đỏ lên kìa. Bây giờ mình phải làm sao đây? Kinh dị quá à. Chết rồi. Bây giờ mình phải làm gì đây trời? Nó cử động cơ. Mọi người ơi, bây giờ mình làm gì tiếp mọi người? Tôi đúng quá. Bây giờ mình đi chỗ không Phong, tôi sợ. Nó chạy kìa. Nó chạy kìa. Không được. Bọn mình không thể nào để cho nó chạy được. Bây giờ nó chạy ra ngoài sẽ rất là nguy hiểm. Cái con này nó trở thành độc ác rồi. Đuổi theo nó nhanh lên. Trời ơi. Đứng lại cho ta. Đứng lại coi. Trời ơi, nó chạy nhanh quá mọi người, nó chạy nhanh quá. Trời ơi, mệt quá. Ơi mọi người, nó chạy nhanh quá, giờ sao mọi người? Nó bay luôn kìa. Trời ơi. Gì đó, Phong Cận phách này là không hề bình thường đâu nha. Mắt đỏ chạy nhanh mà còn biết bay nữa. Chắc chắn phải là bình thường đâu, cẩn thận đó. Ơi, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà bây giờ bọn mình lỡ tạo ra nó, xong nó lạc mất tiêu, nó chạy mất tiêu rồi giờ sao? Là lỗi của tôi xin lỗi mọi người. Thì tất nhiên là lỗi của Kai, nhưng mà là lỗi của tôi Kai. Chứ gì nữa. Nói chung á là cái này á là trách nhiệm của Kai, cho nên tôi quyết định rồi. Kai Don phải là người đi kiếm lại cái con Phong Cận đó, không thôi là nó đi làm hại người khác á là đó là Kai tự chịu trách nhiệm nha. Ủa gì kỳ vậy? Giờ lỡ lúc đó có 4 người thì 4 một mình cũng phải cùng nhau đi làm chứ. Tôi không có biết, bây giờ trách nhiệm của Kai. Thôi, tôi đi về đây. Không liên quan cái này là tại Kai nha mọi người. Cuối cùng thì chẳng
đã có được sự sống. Và từ bây giờ ta sẽ trở thành chúa tể của thế giới này. Tất cả con người ở trên trái đất này đều sẽ phải phục tùng ta, quỳ dưới chân của ta. Và ta chính là Phong Cận E-S-E. Hey, trời ơi, no quá trời quá đất luôn á. Hôm nay đi cắm trại tha hồ ăn thịt nướng luôn, no là no luôn á. Ê, bây giờ ăn no rồi nè, giờ kiếm trời đó chơi để tiêu đồ ăn đi mọi người. Chứ tôi giờ tôi no bụng lắm rồi đó, không ngủ nổi không? Đúng vậy, đúng vậy. Hay là bây giờ gì ta, mình kể chuyện cười đi. Ừ, được không? Vậy, gì mà kể chuyện cười tào lao. Đi cắm trại á là kể chuyện cười làm gì? Bọn mình phải kể chuyện ma. Trời ơi, kể chuyện ma, hiểu không? Ê, đừng kể chuyện ma mấy ba. Trời ơi, tôi sợ chuyện ma lắm mấy bạn ơi. Trời ơi, đúng rồi, đêm nay kể chuyện ma sợ lắm. Trời ơi, kể chuyện gì vui vui nghe. Trời ơi, đúng là mấy bạn này còn con nít quá à. Buổi tối kể chuyện ma nghe nó mới đáng sợ, hiểu không? Mấy bạn yên tâm đi nha, nãy Phong nhà Phong có mặt hai cái tả, cho nên là Phong có kể chuyện ma Phong cũng không sợ nè. Ok, thôi nói chung hôm nay tôi sẽ kể chuyện ma cho mọi người nghe. Cái chuyện này vui lắm, cho đang ngồi vô ngồi. À nhầm, chuyện này ghê hả? Lắm, chứ không phải là chuyện này vui nhầm. Ok, sợ cái gì mà sợ, Sammy này nhát gan quá, bình thường nhà ăn hiếp tôi hoài, bây giờ còn sợ chuyện ma. Ừ, ok, giờ bạn thử kể coi mình có sợ không nè. Rồi, ok, đây, đây, để tôi kể cho mọi người nghe nha. Câu chuyện là như thế này. Trong một buổi tối, tại một ngôi làng có tên là Hero Team. Làng Hero Team, nghe quen không, nghe quen không? Có làng mà, quen vậy. Đúng vậy, trong ngôi làng đó, buổi tối, có bốn người bạn. Mà bốn người bạn này á, buổi tối không chịu ở nhà ngủ đi, bày đặt đi cắm trại. Mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì? Thì bỗng nhiên có một cái tiếng động kỳ lạ xuất hiện. Và sau đó đã có một sinh vật vô cùng đáng sợ xuất hiện ở đằng sau của một trong bốn người bạn đó. He 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 he. Đó, sợ chưa, sợ chưa? Thấy câu chuyện sợ quá. Sợ chưa hả? Thật, Phong ơi. Cái gì? Ê, Phong ơi, cho tôi hỏi là cái câu chuyện ông vừa kể là có thật đúng không dạ? Ôi trời ơi, sao mày tào lao quá, làm gì có thật. Tôi bịa ra, tôi chọc mọi người, làm gì có chuyện đó. Phong cậu ơi, đằng sau lưng của bạn kìa. Hả? Đằng sau lưng tôi có gì? Ủa? Ê! Ê! Cái gì vậy? Ôi! 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 Mọi người! Mọi người! Cái thanh niên đằng sau lưng của tôi có phải là cái Phong Cận hồi sáng nào mọi người? Hình như là Phong Cận hồi sáng á, đúng rồi á. Ôi! Ôi! Trời ơi mọi người! Ủa? Mà sao tự nhiên hồi sáng này mình nhớ là nó chạy đi mất tiêu mà tự nhiên giờ nó quay lại đây vậy? Ôi! Có cái đàn nó muốn bắt cóc tụi mình không? Tôi không biết, tôi không biết nữa. Ê! Nó lại gần mình kìa mọi người ơi! Chạy qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây, chạy qua đây. Ê! Mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Bây giờ chúng ta cứ đứng im đây đi. Để coi coi nó làm gì bọn mình. Yên tâm đi Sam, có Phong đây. Chắc chưa Phong, trời ơi tôi nhìn nó giống kìa, nó muốn bắt cóc tụi mình đó. Yên tâm. Để Phong xem. Ê! Cái tên kia! Ngươi quay trở về ngôi làng này để làm gì vậy hả? Thằng nhóc kia, ngươi có phải là Phong Cận không? Nhưng mà nhìn ngươi giống như ta thì chắc là ta đã tìm đúng người rồi đó. Hôm nay ta quay lại đây là bởi vì ta phải lấy được trái tim của ngươi, thì lúc đó ta mới có thể có được hết tất cả sức mạnh mà ta mong muốn. Cái gì? Ngươi muốn quay lại đây để lấy trái tim của ta sao? Ta nói cho ngươi biết nha, ngươi đụng sai người rồi. Ngươi có biết Hero Team có nghĩa là gì không? Hero Team có nghĩa là nhóm siêu anh hùng đó. Ta nói cho ngươi biết, còn lâu ngươi mới đụng được gọi là cọng tóc của ta. Đừng nói là lấy trái tim của ta. Kaidon, lấy vũ khí ra. Kaidon, nhanh lên, nhanh lên. Đây, mình có vũ khí đây. Mọi người mua được một cây. Ta nói cho ngươi biết, bởi vì hôm nay ta biết rằng là thế nào ngươi cũng sẽ quay trở lại, cho nên bọn ta đã chuẩn bị sẵn vũ khí rồi. Bây giờ thì có giỏi thì nhào vô đây, nhào vô đây. Ừ.
trời ơi, may quá. Cuối cùng thì bọn mình cũng đã chạy thoát được rồi. Ây ơi mọi người ơi, nhưng mà hình như cái con phong cận á, nó bò bò xung quanh cái ngọn núi nó kiếm bọn mình hay sao kìa. May quá. Cũng may là bọn mình chạy kịp á, không thôi là nằm trong bụng của bọn nó rồi. Cũng may là bọn mình chạy kịp á, không thôi là nằm trong bụng của nó luôn rồi. Mệt ghê. Ôi ghê quá. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu mà nó cứ tiếp tục như vậy á, chắc chắn là nó sẽ phá hủy hết cái làng của chúng ta luôn á. Tôi cũng không biết phải làm cách nào nữa. Bây giờ nó to như thế, nó khỏe như thế, làm sao mà chúng ta có thể lại gần nó được? Chỉ cần nó đạp một cái thôi hay là bốn đứa mình chết queo luôn á, còn lâu mới tiêu diệt được nó. Ủa đúng rồi đó. Nhưng mà cái con này nhìn lạ lắm Phong ơi, tôi hồi chứ tôi để ý hồi trừ luôn á Phong. Biết sao không? Tôi cũng đang không biết nó rốt cuộc nó là sinh vật gì nữa. Có mọi người có ai biết nó là gì không? Tôi nghi ngờ á, nó chính là Phong Cần ESE. Hả? Cái gì? Phong Cận ESE. Ủa rồi. Ủa, tôi nhớ là chỉ có Sammy ESE thôi mà, làm gì có Phong Cận ESE. Chắc chắn từ lúc mà ông đưa cái cỗ máy vào xong tạo ra cái mô hình đó, có nhiều lúc á, đó là cái là cách triệu hồi Phong Cận ESE đó. Phong ơi, ông triệu hồi ESE rồi đó. Ôi, trời ơi, chết thiệt luôn á. Dạ tôi đã gây ra tai họa rồi. Trời ơi. Bây giờ sao đây? Vậy Phong ơi, tụi mình nên làm gì bây giờ để ngăn chặn lại con quái vật kia? Hả? Đúng rồi, chỉ có Phong mới tiêu diệt được thôi, tại ông là người tạo ra nó đó. Nhưng mà bây giờ tôi nhỏ bé thế này nè, còn nó to như thế làm sao tôi tiêu diệt nó được? Để từ từ để tôi suy nghĩ coi. Có cách nào không ta? Đúng rồi. Ê, mọi người, ở bên đây có một cái hố lava rất là to nè. Hình như là trong Hero Team một mình đã có ai đó đã quay cái video nào đó về cái hố lava này, cho nên là trong làng bọn mình có một cái hố rất là to nè. Hay là bây giờ bọn mình dùng cái cánh mình bay lại, dụ nó chạy theo bọn mình, sau đó là bọn mình nhảy vào trong cái hố đó để cho nó rơi trong đó, xong rồi nó bị thiêu cháy đi, được không? Ôi, hợp lý chứ giỡn. Hư ơi, nguy hiểm đó nha. Theo tôi biết được á là Phong Cận ESE là mạnh lắm luôn á, cận thật bắt tụi mình xong rồi ăn thịt tụi mình sao, nguy hiểm lắm luôn á. Đúng rồi, nó nguy hiểm rồi. Nhưng mà đây là cách duy nhất rồi, phải cố gắng thôi. Đúng rồi, bây giờ cách đó là cách duy nhất rồi. Vậy thôi, chúng ta bắt đầu kế hoạch như vậy nha. Rồi, ok, bây giờ mọi người đã chuẩn bị xong cánh chưa hả? Sẵn sàng đúng không? Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bay qua đó thế nào. Let's go. Mọi người nhớ cẩn thận, đừng có để cho nó bắt lấy nha. Ê, Phong Cận ESE ơi. Uầy, bạn ơi, bạn thấy mình không bạn nè? Mình sau lưng bạn nè bạn ơi. Ê bạn ơi, có giỏi thì đuổi theo mình đi bạn. Đuổi theo đi nào, let's go. Trời ơi, Phong ơi, nó bộ ghê quá à. Yên tâm đi. Một mình chứ bay vô cái hố lava này. Một mình bay bay vòng tròn trên hố lava này nè. Đó. Ui, nó bơi quá kìa. Ôi. Mọi người, đẩy nó xuống nhanh lên. Bắt đi. Ôi. Dụ nó xuống. Ây da. Đánh nó. Ôi. 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 Đẩy nhanh lên. Ui. Hay quá. Đúng rồi. Hay quá. Ui! Yeah! Nó biến mất rồi! Ôi! Từ, đáp xuống! Ôi! Thành công rồi! Ôi trời ơi! Cuối cùng thì cũng đã tiêu diệt được nó rồi! Mừng quá mấy bạn ơi! Trời ơi! Ôi trời ơi! May quá Phong ơi! Yeah! Ê! Nhưng mà khoan đã mọi người ơi! Theo những gì mà tôi biết á, thì ESE là những loài sinh vật bất tử, bọn chúng sẽ không bao giờ bị tiêu diệt đâu. Hiện tại bọn mình chỉ đang tạm thời ngăn chặn được cái tên Phong Cận ESE này thôi. Chắc chắn một ngày nào đó hắn ta sẽ quay trở lại, cho nên là chúng ta luôn phải trong tư thế chiến đấu nha mọi người. Okay. Thôi được rồi, nếu như mình chính là người đã tạo ra cái tên Phong Cận ESE này thì chính tay mình sẽ tiêu diệt hắn. Thôi được rồi, còn bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như các bạn muốn mình làm thêm nhiều những video về Phong Cận ESE này hơn thì đừng quên là hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì, ai trời, mình mệt quá rồi, chắc là mình phải về nhà để nghỉ ngơi đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Thôi đi về mọi người ơi, trời tôi mệt. Đi vậy chứ, sợ. Sợ thật sự luôn á, nhanh lên, về. Hello team.